Thì bây giờ chúng ta sẽ học Unit 19 các bạn. Rồi, Unit 19 của chúng ta là về câu hỏi đuôi nha. Rồi, câu hỏi đuôi. Thì phần lý thuyết của câu hỏi đuôi này các bạn, thầy đã gửi cho các bạn khá chi tiết nha. Rồi, nếu như mà câu tận cùng bằng... Rồi, bắt đầu bằng cái này các bạn, thì tận cùng bằng thế này. Rồi, có rất nhiều chú ý nha. Trong đó có một chú ý mà các bạn hay sai á, khi các bạn hay thi các bạn, đó là người ta dùng cái mệnh đề các bạn. Rồi, ví dụ như câu này nè. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đến nè. Khúc này các bạn. Rồi, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đến. Thì mình sẽ lấy cái câu, cái mệnh đề phụ phía sau nè. Ở đây là want he nè các bạn. Rồi, trong bài tập của chúng ta thì chỉ có một hai câu thế này thôi. Ở đây thì sẽ nhắc các bạn nha. Rồi, như thế này. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học các bạn. Rồi, để thầy... tại sao lại comment nó không chạy nữa nha. Rồi, thầy chào Thúy Nga nha. Rồi, thầy chào Nguyễn Linh. Thầy chào Châu Anh nha. Rồi, bữa nay không tắt báo thức nè. Rồi, tắt đi thì nó chạy nha. Tí nữa chắc là một số comment nó chạy. Rồi, thầy sẽ cố gắng hoàn thành cái bài này trong vòng một tiếng để các bạn chuẩn bị đi học này nọ nha. Rồi, dĩ nhiên là bạn nào... dĩ nhiên là thầy sẽ cố gắng là bạn nào cũng hiểu bài hết. Không hiểu bài sẽ hỏi thầy. Rồi, câu số 1 các bạn. Các bạn làm cùng thầy. Câu số 1. Thì tôi xin lỗi là... do I? Rồi, câu này các bạn thấy đây put in nè. Rồi, put in đây các bạn. Thì ở đây, do I? Dựa vào ngữ pháp thì các bạn có thể bỏ rồi ha. Bỏ nó nè, bỏ nè. Rồi, C bỏ luôn. Thì các bạn chỉ có thể chọn câu D thôi. Là tôi đang làm phiền bạn phải không? Rồi, tôi đang... làm gián đoạn công việc của bạn phải không? Rồi, có một bạn chọn câu D nha. Dựa vào ngữ pháp thì chúng ta chỉ có thể chọn câu D thôi. Rồi, bữa nay Nguyễn Linh không tức, không có tắt báo thức ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn. Thì trời đang mưa, vì vậy nè. Rồi, ở đây bạn thấy câu hỏi nè. Rồi, câu hỏi đây các bạn. Rồi, trời không mưa, vì vậy hãy gì đó hoãn lại cái buổi hòa nhạc nè. Rồi, thì câu số 2 này, bạn thấy là chúng ta có câu hỏi đây, A hỏi nè, câu C, do will là sai rồi, còn câu D là A đây, mà ở đây là cancel. Rồi, câu này thì chúng ta chọn câu A rất là rõ ràng ha. Rồi, bởi vì đơn giản nó là câu hỏi các bạn. Rồi, các bạn làm với thầy nha, thì không hiểu sao thì bây giờ là... thầy lại không đọc comment của các bạn được. Tắt đi mở lại thì mới thấy đây. Hôm qua kiểm tra là được rồi. Rồi, câu số 3 các bạn. Câu số 3. Rồi, câu số 3 các bạn. Thì ở đây là câu hỏi luôn. Là pass nè. Rồi, không thể nào chọn câu A. Không thể nào chọn câu B. Rồi, không thể nào chọn câu C. Chỉ có thể là câu D. Rồi, đây là câu hỏi ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 4 nha. Rồi, câu số 4. Thì cái người này có nói với bạn về cuộc họp vào thứ 6 chưa? Rồi, thì ở đây câu số 4 các bạn. Ở đây cái từ quá khứ nè, did nha. Rồi, chỉ có thể là câu B các bạn nha. Rồi, không thể nào câu nào khác được. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 5. Ở đây tính từ nè các bạn. Rồi, ở đây là tính từ nha. Rồi, mà nó là câu hỏi thì không thể nào là B, là C, là D. Chỉ có thể là A. Rồi, năm các bạn chọn câu A các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Các bạn sẽ qua câu số 6 nha. Là thưa ngài, vui lòng lặp lại cái bài tập nào. Ở đây ý nghĩa rằng cô giáo hỏi rằng, học trò hỏi cô giáo ha, cô có thể nói lại cho em biết là bài tập nào hay không. Rồi, thì câu này bạn sẽ dùng A nè. Rồi, A là thì hiện tại đơn, B to B, C, D. Rồi, chúng ta hỏi một cách lịch sự ha. Rồi, can you các bạn. Rồi, các bạn chọn câu D. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 7 nha. Rồi, các bạn sẽ qua câu số 7. Thì ở đây là got nè các bạn. Rồi, ở đây là got.
thì A sai rồi, B sai rồi, C sai, D rồi, chỉ câu D thôi. Bởi vì câu D thì nó mới ra dạng là câu hỏi của thì hiện tại hoàn thành nha. Rồi, hôm nay lại không thấy comment của các bạn, tắt thì mở lại mới thấy các bạn. Không hiểu sao hôm qua thầy thử là thấy rồi mà nó chạy 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 mà bữa nay lại không chạy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn, câu số 8 nha. Rồi, các bạn thấy câu số 8 nè. Thì ở đây các bạn có từ mét nè các bạn. Rồi, thì cái cặp đôi nè, ở cái cặp đôi mà bạn gặp ở Pháp á, thì ở cùng khách sạn phải không? Thì quan trọng nhất chữ này các bạn. Rồi, cái khúc này á, thì người ta sẽ làm cho bạn bối rối nha. Rồi, khúc này là bối rối các bạn. Rồi, ở đây bấm in. Thì các bạn chỉ có thể chọn con C thôi. Rồi, bởi vì chủ ngữ chúng ta là the couple các bạn. Và họ thêm cái khúc này vào để họ làm cho các bạn là bối rối nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 9 các bạn. Khi sếp của bạn tới nè. Rồi, bạn đã hoàn thành bài báo cáo chưa? Rồi, lưu ý với thầy là ở đây là quá khứ các bạn. Hỏi thế này có nghĩa rằng trong quá khứ tới và trước thời điểm trong quá khứ đó đã hoàn thành báo cáo chưa? Có nghĩa rằng bạn sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành nha. Ở trong trường hợp này. Rồi, câu số 9 bạn sẽ chọn câu C các bạn. Rồi, bạn sẽ chọn câu C nha. Bởi vì quá khứ hoàn thành, theo nghĩa của câu, trong quá khứ sắp tới thì trước thời điểm đó bạn hoàn thành chưa? Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 10 các bạn. Tôi biết cái cách để phát âm cái chữ này, nhưng mà nó nghĩa gì? Rồi, nhưng mà nó nghĩa gì thì cái câu hỏi chúng ta hay hỏi ha. Rồi, what does it mean các bạn? Rồi, các bạn chọn câu A nha. Rồi, câu A, câu 10A các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo là các bạn sẽ qua câu số 11 nha. Rồi, tôi biết thì Jen thì rất là đẹp, nhưng mà... Rồi, tự xin đi các bạn. Rồi, bye bye. Rồi, gợi ý cho chúng ta sẽ là thì hiện tại hoàn thành. Rồi, hiện tại hoàn thành. Mà câu hỏi phía sau, bạn chỉ có thể chọn câu C nha. Rồi, nhưng mà có bao giờ bạn thấy cái người nào đó mà dành quá nhiều thời gian ở trước tấm gương chưa? Rồi, 11 bạn sẽ chọn câu C. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Các bạn sẽ qua câu số 12. Rồi, nó rất là tuyệt vời nè. Nhưng bạn có nghĩ rằng nó có hoạt động hay không? Rồi, thì tắt đi thì mở lại ha. Rồi, tắt đi mở lại thì nó lại lâu cái comment nè. Thì thấy rất nhiều bạn làm bài nha. Rồi. Rồi, câu số 12. Ở đây là câu hỏi ha. Rồi, câu này bình thường các bạn. Rồi, câu này không có gì hết. Bạn có nghĩ nó sẽ là việc không? Chúng ta sẽ dùng câu hỏi thì hiện tại đơn. Còn câu A các bạn nó sẽ không ra câu hỏi gì ha. Rồi, phần này ngữ pháp nó hơi... Rồi, nó hơi nhỏ nhỏ chút xíu các bạn. Rồi, chúng ta cố gắng làm nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần câu số 1 này bạn. Rồi, bạn phân thích câu số 1 này. Ở đây là rửa tay nè các bạn, khi vào điện thoại ra. Rồi, thì trong câu số 1 này sẽ có hai hành động các bạn nha. Sẽ có hai hành động ha. Một hành động á là đang xảy ra, một hành động khác thì chen vào. Rồi, hành động đang xảy ra là rửa tay các bạn. Các bạn sẽ dùng thì quá khứ bởi vì đây là bối cảnh quá khứ nha. Rồi, bạn nè. Rồi, bạn có đang rửa tay, rửa tóc các bạn, có nghĩa là gội đầu ha. Rồi, khi mà tôi gọi không, rồi bạn sẽ viết như thế này. Rồi, các bạn cố gắng viết nha, chúng ta sẽ viết từng những câu đơn giản ở trong đây. Rồi, câu số 2 các bạn, câu số 2. Rồi, bạn có đưa cho Judy, Judy có đưa cho các bạn ha, rồi. Rồi, có cái địa chỉ email của cô ấy ngày hôm qua không? Rồi, chúng ta sẽ viết câu hỏi các bạn. Ở đây chỉ ôn lại chút xíu thôi. Rồi, các bạn cố gắng viết nha. Rồi, give someone các bạn. Give someone something nè. Rồi, her email address. Rồi, ngày hôm qua không? Rồi, bạn sẽ viết như thế này. Đây chính là câu hỏi ha. Thì ở phần ngữ pháp bài này,
Thầy đã gửi cho các bạn khá là chi tiết, hỏi là hỏi phía sau nha, không hỏi phía trước. Nếu hỏi phía trước thì sẽ không hỏi phía sau, chỉ có một vế hỏi thôi các bạn. Rồi câu số 3 các bạn. Rồi câu số 3. Rồi ở đây là hỏi hiện tại nè. Bạn có luôn luôn. Rồi bạn có luôn luôn có cái bữa ăn trưa. Rồi trễ không? Như thế này, trễ không? Rồi bạn viết thế này. Câu mấy câu này thầy sẽ viết cho nhanh luôn, bởi vì nó không có khó với các bạn nha. Rồi câu số 4. Câu số 4, bạn quan sát phía sau bạn có thấy từ tonight ha. Đây chính là gợi ý của thì tương lai các bạn. Rồi chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn như thì tương lai nha. Rồi Jack and Tom. Rồi Tom come in to the party tối nay. Rồi bạn sẽ viết thế này nha. Đây chính là thì hiện tại tiếp diễn sử dụng như thì tương lai các bạn. Ý nói rằng diễn tả sự chắc chắn ha. Rồi câu tiếp theo, bạn có thể. Rồi bạn có thể cho tôi một cái tay. Có nghĩa là bạn có thể giúp tôi các bạn. Rồi giúp tôi sau đó nha. Rồi câu số 6 các bạn. Tôi đánh vần tên các bạn như thế nào? Rồi how do. Rồi bạn có thể đánh vần tên của bạn như thế nào ha. Rồi your name. Rồi như thế này. Đây chính là câu hỏi. Rồi chúng ta qua câu tiếp theo các bạn. Rồi cố gắng làm từng câu một. Rồi câu số 7 nè. Tại sao chính phủ không thể làm mọi thứ gì về ô nhiễm nha? Tại sao chính phủ. Rồi ở đây là câu hỏi can't. Rồi không thể làm gì. Rồi về ô nhiễm các bạn, về cái tình huống này, situation. Rồi bạn sẽ viết thế này nha. Rồi câu số 8. Nơi nào bạn đã đi? Cái. Rồi ở đây là thì quá khứ các bạn nha. Rồi nơi nào bạn đã đi? Where did nha. Rồi bạn nè, go for. Rồi do cái kỳ nghỉ mà sau ngày cưới các bạn. Rồi honeymoon, tuần trăng mật ha. Rồi năm vừa rồi. Rồi bạn sẽ viết thế này. Rồi câu số 19 các bạn. Rồi nhà của bạn trông như thế nào khi mà nó hoàn thành? Rồi ở đây nhà của bạn trông thế nào khi mà nó hoàn thành? Thì bạn sẽ để ý câu này ở trước này các bạn, sẽ là tương lai nha. Bạn biết sao ta dùng hiện tại các bạn. Rồi nhà của bạn nè sẽ trông như thế nào khi mà nó thì hoàn thành. Rồi nó được hoàn thành các bạn. Rồi số 9 bạn sẽ viết như vậy nha. Rồi số 10. Rồi số 10. Cái hương vị sô-cô-la nào nè, kem nào mà bạn thích nè. Rồi tự hỏi các bạn. Rồi quýt nha, cái hương vị gì chúng ta dùng cái chữ flavor đây luôn nha. Rồi of ice cream. Rồi of ice cream là cái món mà bạn thích nhất. Rồi các bạn sẽ viết như thế này nha. Rồi thầy thấy gì bạn đang xem, thầy không hiểu sao bữa nay nó lại không chạy luôn, mà hôm qua thầy đã dùng cái wifi thầy nối trực tiếp vào mà lại không chạy luôn. Rồi thầy thấy nhiều bạn làm ha, thầy vào nhóm lại coi. Mấy cái như thế này nhưng mà nó hơi. Rồi nó đang thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần này các bạn nha. Rồi thầy thấy nhiều bạn rất là làm rất là chăm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần C các bạn. Rồi phần C này thì chúng ta sẽ điền vào những cái từ này. Rồi phần này thì DSB 1 của chúng ta cũng đã học rồi. Bây giờ ở đây chúng ta làm luôn nha các bạn nha. Chúng ta sẽ làm nhanh để qua phần khác ha, phần khó hơn. Rồi để các bạn chuẩn bị đi học luôn. Rồi câu đầu tiên các bạn,
thì trách nhiệm của ai để mà chăm sóc môi trường? Trách nhiệm của ai để chăm sóc môi trường? Chính là của bạn ha. Thì chỗ này các bạn nói rằng của ai, bạn sẽ dùng cái từ hỏi nè, là của ai các bạn, là từ whose nha. Rồi. Rồi, câu số 2 các bạn. Và cái gì đã bắt đầu nè? Right now, bây giờ là câu trả lời. Có nghĩa rằng hỏi khi nào thì nên bắt đầu. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái từ khi nào đây các bạn. Bởi vì câu hỏi chúng ta là câu trả lời chúng ta là bắt đầu từ bây giờ luôn. Rồi. Câu số 3 các bạn. Nhưng cái gì đó sẽ giúp bạn. Chúng tôi sẽ giúp. Rồi. Thì ý nói rằng ai sẽ giúp. Rồi, chỗ này là ai nha. Hãy dùng từ who. Rồi, ai sẽ giúp. Rồi, câu hỏi chúng ta sẽ dùng từ who. Rồi. To whom, who. Rồi, ai sẽ giúp bạn? Chúng tôi. Chúng tôi là những cái người, những chiến binh xanh. Rồi, thì cái nhóm bảo vệ môi trường các bạn. Và chúng tôi biết câu trả lời cho tất cả câu hỏi các bạn. Tất cả chúng tôi đều đưa cho các bạn các bản dữ liệu này để mà bắt đầu nha. Rồi, bản dữ liệu này để bắt đầu. Rồi, câu số 4 các bạn. Thì ở đây hỏi rằng tại sao phải là tôi. Rồi, why me. Rồi, đây là một câu nói mà một cầu thủ nổi tiếng hay nói ha. Tại sao luôn luôn là tôi? Tại sao tôi luôn luôn hay bị chỉ trích các bạn? Rồi, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với thế giới xung quanh chúng ta. Rồi, những người bình thường như bạn có thể làm một cái sự khác biệt lớn các bạn. Rồi, câu số 5. Nhưng mà làm sao chúng ta sẽ làm bằng cái cách nào? Ở đây thì khen các bạn nha. Rồi, bởi vì cái câu trả lời của chúng ta các bạn bằng cách nè, tái chế giấy nè, nhựa nè, rồi thủy tinh, và bằng cách nè tham gia trong cái cuộc diễu hành các bạn, hoặc là biểu tình nha, và phản đối trong khu vực của các bạn. Rồi, câu số 6 các bạn. Rồi, câu số 6 đây. Thì cái bước đầu tiên là gì? Rồi, ý người ta cái bước đầu tiên là gì? Bạn sẽ dùng cái từ what ở đây nha. Rồi, bước đầu tiên là gì? Thầy rất là đáng tiếc và thầy không có thấy comment của các bạn được. Rồi, bước đầu tiên của bạn là gì nè? Rồi, bước đầu tiên là để mà đến cái văn phòng này của chúng tôi và nói chuyện một trong những nhân viên chúng tôi các bạn. Chúng tôi sẽ để cho bạn biết là cái cuộc tuần hành tới diễn ra thế nào ở trong khu của bạn. Rồi, những cái tổ chức khác mà bạn đang kết nối tới. Rồi, là tổ chức nào các bạn? Ở đây hỏi cụ thể nha. Rồi, hỏi cụ thể là các bạn dùng từ which các bạn. Rồi, các bạn lưu ý cho thầy á, từ which từ what nè. Một số bạn hỏi thầy là which với what nó khác nhau chỗ nào. Ví dụ như mà nếu mà có quyển sách rõ ràng trên bàn á, các bạn hỏi rằng bạn thích quyển sách nào, thì bạn sẽ dùng cái từ which này nha. Rồi, bạn thích quyển sách nào, thì bạn sẽ dùng từ which này. Còn nếu mà hỏi chung chung thôi các bạn, hỏi chung chung thôi, bạn thích quyển sách nào mà trên bàn không có cuốn nào, ý nói rằng không có biết cuốn nào các bạn, hỏi chung chung thôi, bạn sẽ dùng từ này nha. Rồi, lưu ý cho thầy. Rồi, thầy thấy comment nó chạy chút xíu các bạn. Rồi, thầy thấy Thùy Dương nè, Tom nè, Nguyễn Linh nè, Phương Thảo Lê nè, rồi Hân Lê, Châu Anh. Rồi, chạy rồi, nó chạy rồi các bạn, rất là mừng ha. Rồi, bởi vì thầy có sự tương tác với các bạn nè. Rồi, câu tiếp theo các bạn. Thì cái nhóm này là cái tổ chức bảo vệ độc lập hoàn toàn. Và câu cuối cùng, câu số 8 là các bạn. Thì cái nhóm này được tọa lạc ở đâu? Bạn có cái từ base các bạn, được tọa lạc ở đâu? Rồi, chúng tôi là một tổ chức quốc gia và trụ sở chính của chúng tôi ở Northampton nha. Rồi, ở đâu? Bạn sẽ dùng cái từ where này các bạn. Rồi. Rồi, thầy thấy Thu Phương đây. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nha. Rồi, phần này nó khá là dễ ha. Rồi, các bạn cố gắng học với thầy. Vài bữa chúng ta sẽ học Destination C1, C2. Thầy sẽ cố gắng dạy Dest vào ban tối các bạn. Rồi, để cho các bạn dễ theo dõi nha. Rồi, lúc đó nó sẽ khó hơn. Bài này thì
Rồi bài này nó hơi hơi gọi là hơi duy nhất chút xíu các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Ở phần tiếp theo thì người ta yêu cầu chúng ta các bạn là xác định được chữ who này nè các bạn. Chữ who này nè là chủ ngữ hay là tân ngữ nha. Rồi ví dụ như bạn hỏi nè, ai hỏi bạn? Ví dụ như là ai hỏi bạn, có nghĩa chữ who này là chủ ngữ rồi các bạn. Rồi Thu Phương buồn ngủ ha, cố gắng thôi Thu Phương, cố gắng đi nha, cố gắng học. Chúng ta gần hết rồi, chúng ta học bài số 19, 20, 21, 22 tới 28 là hết rồi em, mình học cho nó trọn vẹn, cố gắng lên. Rồi chữ who này là chủ ngữ các bạn. Còn nếu như bạn chọn là who did you ask nè, có nghĩa rằng chữ who các bạn là tân ngữ nha, là object. Rồi bạn đã hỏi ai, rồi hai cái vị trí này khác nhau các bạn nha. Rồi bây giờ bạn sẽ căn cứ vào cái câu trả lời là Maria nè, nhưng cô ấy nói với tôi là cô ấy không đến nha. Rồi có nghĩa rằng chữ who trên đây các bạn nó sẽ là, rồi nó sẽ là object nha, sẽ là tân ngữ, là bạn hỏi ai. Rồi Maria, bởi vì chúng ta dựa vào câu này là các bạn, nhưng cô ấy nói với tôi. Rồi bây giờ bạn sẽ qua câu tiếp theo. Rồi câu số 1 bạn sẽ chọn phía sau nha, ai nói với bạn. Có nghĩa rằng bởi vì bạn thấy nè, cô ấy nói với tôi, vì vậy chúng ta sẽ chọn cái khúc sau nha, chọn cái object các bạn, cô ấy nói với tôi. Rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 2. Rồi bạn xác định từ who này nha là object hay là subject nha. Ai gặp bạn, rồi có nghĩa là người đó gặp tôi, rồi hay là bạn đã gặp ai. Thì ở trong câu số 2 này các bạn, từ who của chúng ta vẫn là từ object các bạn. Rồi bạn đã gặp ai ở siêu thị, bởi vì chúng ta sẽ căn cứ vào cái nghĩa này của cái câu trả lời. Thì vừa mới gặp Ben, nhưng mà tôi không nghĩ anh ta gặp tôi. Rồi câu số 2 bạn sẽ chọn khúc này nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 3. Rồi ai đưa cho bạn cái ấn tượng nè là Gray thì bị trầm cảm. Rồi ai đưa cho bạn cái thông tin, hay ai bạn đã đưa, hay ai bạn đã đưa. Thì trong câu số 3 này các bạn, cái từ quát của chúng ta, tôi không biết nữa, anh ta thì hơi trầm cảm chút xíu thôi. Thì ở đây bạn sẽ chọn từ quát này là chủ ngữ các bạn nha. Rồi bạn sẽ chọn từ quát này là chủ ngữ đó các bạn, bởi vì chúng ta sẽ căn cứ vào câu trả lời để chúng ta xác định được nó là chủ ngữ hay tân ngữ nha. Rồi ai đã đưa cho bạn. Rồi câu số 4 các bạn là ai mà bạn nghĩ nè đã trộm tiền. Rồi hay là ai nghĩ bạn. Rồi ai nghĩ bạn có nghĩa rằng who là chủ ngữ ha. Rồi ai bạn nghĩ là who là object. Thì chúng ta căn cứ vào câu trả lời các bạn là Jenny, nhưng cô ấy tin tôi. Rồi khi mà tôi nói với cô ấy rằng tôi không làm. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ chọn chữ who này như là một cái chủ ngữ các bạn, bởi vì Jenny nè, Jenny nghĩ tôi. Rồi các bạn thêm vào ha. Chúng ta đang học bài số 19 các bạn, chúng ta sẽ có 9 unit nữa là hết Destination B2. Và các bạn hãy cố gắng học với thầy nha, bởi vì học cho nó trọn vẹn các bạn, học cho nó trọn vẹn cái test B2 này. Khi mà xong test B2 chúng ta sẽ mới qua được C1, C2, lúc đó nó khó hơn nhiều các bạn. Rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 5 nha. Rồi cái chương trình nào mà dạy cho bạn nè nhiều nhất nè? Tôi học rất nhiều về cái môn lịch sử phiêu lưu. Rồi ở đây câu số 5 thì cái chương trình nào mà dạy cho bạn nhiều nhất? Ở đây bạn sẽ chọn chữ which như là chủ ngữ nha. Rồi có nghĩa rằng cái chương trình này nè dạy cho tôi nhiều nhất các bạn. Rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 6 nha. Ai mượn bạn? Rồi ai mượn bạn? Bạn đã mượn ai? Rồi căn cứ vào câu này bạn sẽ chọn được chúng ta là bạn đã mượn ai. Rồi chứ không phải ai mượn bạn ha, bởi vì tôi cần trả lại nè các bạn, tôi cần trả lại tiền. Rồi câu tiếp theo, câu số 7 các bạn, là cái gì đã mang bạn nè tới cái khu vực này của thế giới. Rồi
Là công việc. Rồi cái gì mang bạn nè, cái gì bạn đã mang. Rồi cái gì mang bạn nha các bạn nha. Rồi nó làm chủ ngữ các bạn. Có nghĩa là điều gì đã đưa bạn tới cái đất nước này. Rồi điều gì đã đưa bạn tới đất nước này. Rồi thầy thấy bạn Thùy Dương ha. Rồi Phương Thảo Lê nè. Rồi Thu Phương, Hân Lê, Nguyễn Linh, Châu Anh, Tom ha. Rồi các bạn rất là chăm chỉ nè. Bởi vì thầy thức dậy sớm mà không tay học cũng buồn các bạn. Có một bạn, chỉ cần một bạn được rồi mà nhiều quá thì thầy rất là vui nha. Rồi rất là happy. Rồi câu số 8 là các bạn. Ai buộc tội George nè. Hoặc là George đã buộc tội ai các bạn. Rồi thì ở câu số 8 này bạn sẽ chọn là George đã buộc tội ai. Bởi vì các bạn sẽ căn cứ vào câu hỏi nha. Anh ta nói rằng nè. Rồi John bắt đầu nó nè. Bằng cách gọi tên của anh ta. Lưu ý cho thầy đây là một cái idiom nè các bạn. Rồi con nè, xong qua anh em nè, có nghĩa là gây sự với ai đó các bạn, làm nó bực bực mình nha, chứ không phải là gọi ai đó tên đâu các bạn. Rồi đây, rồi câu số 9 các bạn, cái người nào mà bạn hâm mộ nè, rồi cái người nào mà bạn hâm mộ, hoặc cái người nào mà hâm mộ bạn ha. Rồi tôi nghĩ rằng tôi hãy nói rằng bà của tôi. Rồi có nghĩa rằng bạn hâm mộ các bạn. Rồi dựa vào câu trả lời đây. Rồi câu số 10 các bạn, ai nói với Dave? Rồi Dave đã nói với ai bí mật của bạn? Rồi thì ở câu số 10, ai đã nói với Dave nha, chữ who chúng ta sẽ là subject các bạn, sẽ là chủ ngữ nha. Rồi phần này mình làm mấy phần này nó không có vui tí nào, bởi vì nó hơi có lắt nhắt chút xíu ha. Rồi thầy thấy Châu Anh nè, Thu Phương, Nguyễn Linh, Thùy Dương ha. Rồi Tom ha. Rồi Phương Thảo Lê nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ điền một cái từ phù hợp vào ở trong cái đoạn văn này. Rồi chúng ta sẽ điền một từ phù hợp vào đoạn văn này các bạn. Rồi những từ mà chúng ta sẽ điền. Rồi chúng ta sẽ làm các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ làm. Thì bạn có nghĩ là bạn hiểu thời tiết không? Rồi ở đây bạn thấy từ you think nè. Rồi chỗ này chúng ta sẽ điền từ do các bạn nha. Bởi vì nó là câu hỏi thì hiện tại nha. Rồi. Rồi điền từ do các bạn. Rồi các bạn qua câu số 2. Rồi. Rồi. Với cái người tiền sử các bạn, và thời tiết là một cái nguồn vô tận của các câu hỏi ha. Rồi vô tận của các câu hỏi, có lẽ là người ta không có hiểu tại sao các bạn. Rồi ví dụ như là tại sao lại mưa. Rồi câu này tại sao lại mưa nè. Rồi đây là tiếp diễn ha, tại sao. Rồi cơn bão này có nghĩa là gì. Rồi chúng ta hỏi thì hiện tại nha, không phải là chúng ta kể là câu chuyện các bạn. Rồi chúng ta đang diễn giải những cái sự việc. Rồi một cái sự việc thôi. Chuyện này nghĩa là gì. Rồi gió bắt đầu thổi từ đâu. Rồi gió bắt đầu thổi từ đâu nha. Rồi đây cũng là hiện tại luôn các bạn. Chúng ta sẽ chia thì hiện tại đây, bởi vì chúng ta đang diễn tả những cái sự việc nha. Rồi người ta came up with các bạn, thì người ta nghĩ tới nè, rất là nhiều sự giải thích khác nhau cho thời tiết. Thì thông thường thì sẽ liên quan tới Chúa nè, hoặc là tổ tiên. Rồi câu số 5 các bạn. Rồi câu số 5, bạn có thể giải thích là cái cầu vồng có nghĩa gì không. Rồi bạn có thể giải thích. Rồi đây là can các bạn ha. Rồi phía sau ta dùng verb 1, chúng ta chỉ có thể dùng modal verb nha. Rồi bạn có thể giải thích là cầu vồng thế nào không. Thì cái người này các bạn ở nước Mỹ tin rằng nó là cái tà áo nha. Rồi đây chính là tà áo của các bạn, tà áo của cái áo khoác bên ngoài nè, của Chúa nè. Rồi thì thời tiết các bạn cũng được giải thích vào theo những cách khác nè. Bạn có thể nói gì nếu ai đó hỏi bạn con guru gì đó nè đến từ đâu. Rồi câu số 6 các bạn, ở đây chúng ta sẽ dùng từ where nha. Rồi cái con guru tới từ đâu. Rồi where. Rồi, coi đến đâu. Bạn có lẽ có thể nói rằng ở Úc nè. Rồi,
Nhưng mà cái người này các bạn giải thích những cái con thú kỳ lạ này như thế nào? Rồi, như thế nào bạn sẽ chọn từ how nha. Cái việc mà bạn điền chữ vào nó sẽ phụ thuộc vào việc mà bạn hiểu đoạn văn nha. Rồi, một số bạn hỏi thầy là làm sao nâng cao phần đọc hiểu, là các bạn phải nâng cao từ vựng nha. Các bạn phải nâng cao từ vựng các bạn. Rồi, câu tiếp theo các bạn. Thì họ kể một câu chuyện về cơn bão rất là lớn và một nhóm những cái người thợ săn này thì xem thú vị nè. Rất là ngạc nhiên khi mà gió thổi những cái con sinh vật lớn các bạn. Rồi, những cái con sinh vật lớn bay qua đầu của họ luôn. Rồi, thì câu số 8. Điều này có thể như thế nào? Rồi, chỗ này bạn sẽ dùng từ what nha. Rồi, điều này, cái gì có thể xảy ra? Rồi, cuối cùng thì gió thì die down các bạn. Rồi, các bạn có một cái idiom nè, chúng ta đã học trong bài. Ở bài tiếp theo, die down có nghĩa rằng giảm, giảm, giảm liền nha. Rồi, giảm nè. Lưu ý với thầy là các đề thi chuyên Anh nó có chữ này nha. Có nghĩa rằng giảm mức độ các bạn. Giảm nhẹ đi. Rồi, die down có nghĩa rằng gió dịu đi các bạn. Và con kangaroo á đáp xuống đất. Rồi. Và cơn bão nè đã mang họ nè một con động vật mới để mà săn. Thì ta thấy động vật nó biết bay luôn các bạn, ý là vậy nha. Rồi. Rồi thầy thấy Nguyễn Linh nè, Thùy Dương, Thu Phương. Rồi Châu Anh ha. Rồi Tom nè. Rồi Phương Thảo Lê, Hân Lê. Nguyễn Linh. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nha. Chúng ta sẽ qua phần nối nối thì các bạn. Rồi nối hai câu lại với nhau. Đây là dạng chúng ta làm hoài rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn. Rồi chúng ta sẽ làm. Thì bạn đã gửi lá thư mà tôi đã đưa cho bạn. Rồi, đây chính là câu Rồi, đây chính là câu hỏi đuôi các bạn nha. Rồi, ở đây bạn nè. Rồi, bạn sẽ chọn chữ nào? Bạn sẽ chọn câu D nha. Rồi, ở phần này thầy đã ghi lý thuyết cho các bạn rồi nha. Đây hiện tại hoàn thành. Bạn mượn trợ động từ là have nha, đứng đầu. Rồi, phía trước là khẳng định các bạn, phía sau là phủ định nha. Rồi đây. Rồi. Câu số 2 các bạn. Thì bạn đón xe buýt tới trường, phải không? Rồi. Đây là thì hiện tại nha. Rồi hiện tại các bạn. Phía trước là khẳng định, phía sau là phủ định ha. Rồi các bạn chọn câu A nha. Rồi. Câu số 3 các bạn. Rồi câu số 3 là các bạn thấy rằng thì tương lai. Rồi thì tương lai. Rồi đây các bạn. Rồi phủ định ha. Rồi chỗ này bạn sẽ chọn câu C, phía sau tương lai khẳng định. Rồi câu số 4 các bạn. Rồi, phía trước là hiện tại là to be. Rồi, phía sau bạn sẽ dùng thì hiện tại to be luôn mà là câu phủ định. Rồi, câu số 5 các bạn. Quá khứ ha, to be. Phía sau bạn sẽ dùng thì quá khứ to be nhưng mà dạng phủ định. Bạn sẽ chọn câu G. Rồi, câu số 6 nè. Câu số 6 là bạn lưu ý cho thầy nha. Là câu số 6 chữ never nè. Là phủ định nè các bạn nha. Rồi là phủ định. Thì bạn không bao giờ làm việc nhiều hơn bạn phải làm. Rồi bạn sẽ kiếm câu khẳng định ở đây. Bạn sẽ kiếm câu E nha. Rồi đây chính là câu hiện tại các bạn. Và không phải phủ định nha. Bởi vì chữ never này nó đã phủ định rồi các bạn nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 7 nha. Rồi bạn không có nỗ lực gì để mà kết bạn với Darren, phải không? Rồi chữ no nè các bạn, đây là phủ định nha, lưu ý với thầy no đây là phủ định nha. Rồi động từ thường thì quá khứ ha. Rồi kiếm câu F, đây chính là động từ thường các bạn. Rồi câu số 8 nè, đây từ got nè các bạn, đây quá khứ ha và không phải phủ định, chính có nghĩa rằng phía sau sẽ phủ định các bạn. Rồi bạn sẽ chọn câu B.
Rồi có một trường hợp hồi nãy thầy đã lưu ý với các bạn đó nha. Nếu mà có hai mệnh đề các bạn. Rồi thì các mệnh đề mà cái câu mà có I think, I believe thì bạn sẽ sử dụng mệnh đề thứ hai nha. Rồi. Rồi thầy thấy nhiều bạn làm rất là chuẩn ha, như là Nguyễn Linh nè, Thùy Dương nè, Thư Minh nè. Thư Minh thì em khỏi gọi Lisa đi em. Em gọi nó không có dậy nổi đâu. Rồi Châu Anh nè. Rồi ha, Tom và rất nhiều bạn khác nha. Rồi Phương Thảo Lê. Tom. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là phần G nha. Rồi, cũng là câu hỏi đuôi luôn. Rồi. Rồi, phần G là phần câu hỏi đuôi. Thì ở câu số 1 các bạn, đây chính là câu câu yêu cầu nè các bạn. Rồi, bạn cứ thấy câu yêu cầu ha. Yêu cầu phủ định hay khẳng định, chỗ này cứ là will nha. Rồi, lưu ý thầy, cứ yêu cầu câu mà bắt đầu bằng động từ các bạn. Rồi, phủ định hay khẳng định. Rồi, cứ will you các bạn. Rồi, cứ will you. Rồi, câu số 2 này các bạn. Ở đây là less nè. Rồi, less thì bạn cứ shall we nha. Rồi, chúng ta ôn lại. Cái này chúng ta đã học ở Destination V1 rồi các bạn. Rồi. Rồi, câu số 3 các bạn nha. Câu số 3 thì không có thật sự nhiều ích chi lợi gì đợi nè. Đây chính là cấu trúc là không ích chi không có lợi gì thì các bạn. Đây, not really much point nè, cộng in nè, không ích chi không có lợi gì. Rồi, câu số 3. Bạn sẽ dùng từ is như bình thường. Phía trước là câu phủ định, phía sau khẳng định nè, is there. Ở trước là is, phía sau là is luôn. Rồi, các bạn sẽ qua câu số 4 nha. Thì Tony sẽ mà push someone up rồi các bạn. Rồi lưu ý thầy khúc này nha. Khúc này ở các đề thi chuyên học sinh giỏi thì thấy rất là nhiều đó nha. Rồi chỗ này các bạn có nghĩa rằng cho ai ở nhờ nè, tạm nè. Rồi ở nhờ các bạn. Hoặc là ở tạm nha. Rồi. Ở đây là Tonya sẽ mà push us up các bạn là cho chúng tôi ở nhờ vào cuối tuần. Rồi phải không? Rồi. Rồi ở phía trước ở phía trước là will ha. Rồi, ở đây là want các bạn. Rồi, bạn sẽ chọn là want. Rồi. Rồi, câu số 5 là các bạn, câu số 5 này no nobody nha. Đây chính là phủ định nha. Đây chính là thì phủ định các bạn, đây chính là phủ định nha. Đây chính là switch. Rồi. Và câu số 5 bạn thấy là người ta dùng động từ thường, chúng ta sẽ dùng từ do nha. Lưu ý với thầy á là nobody nè. Rồi no one, someone. Khi mà chia động từ thì chia số ít các bạn. Nhưng mà phía sau các bạn cứ nhớ cho thầy cứ có từ đây là được rồi. Rồi, lưu ý nha. Còn nothing, something nữa các bạn. Mấy chữ đó ha. Thì phía sau có chữ ít nha. Rồi, thì phía sau chữ ít. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 6 nha. Rồi, ở đây là câu số 6 là câu thì hiện tại tiếp diễn nè các bạn. Rồi, hiện tại tiếp diễn ha. Rồi, I am not. Thì chỗ này là am I nha. Rồi, lưu ý với thầy, am I. Rồi. Phần này thầy đã ghi rồi, các bạn cố gắng xem phần thiết chút xíu nha. Rồi, câu số 7 các bạn. Câu số 7 thì chúng ta hãy đi, bởi vì trời sắp tối. Rồi, câu số 7. Let's go. Bởi vì trời sắp tối nè. Hồi nãy thầy đã nói ha. Rồi, hồi nãy thầy nói rồi, chỗ này các bạn. Chỗ này nè, bạn sẽ chia động từ này nè các bạn. Đây, bạn sẽ chia động từ này nè. Bạn sẽ chia cái mệnh đề này. Rồi, không căn cứ vào cái này. Rồi, chúng ta hãy đi bởi vì chúng ta sẽ lấy cái mệnh đề phía sau. Ở đây là is and it các bạn nha. Rồi, lưu ý cho thầy. Đây, chỗ này đây. Khúc trước này họ đánh lừa các bạn thôi. Rồi, bạn có số 7 bạn nào mà làm được rất là giỏi nha. Rồi, có số 8 các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 8 nha. Rồi. Thì số 8 bạn thấy có hai mệnh đề nè. Nếu bạn mượn áo khoác của tôi. Rồi, đừng có làm dơ nó. Đây các bạn. Bạn sẽ tính cái nào? Bạn sẽ tính cái này nè, tính khúc sau các bạn.
tính cái mệnh đề phía sau, đừng không tính cái phía trước nha. Rồi, chỗ này bạn sẽ dùng là will you nha. Rồi, lưu ý cho thầy, will you. Rồi, còn câu số 9 các bạn. Rồi, câu số 9 nha. Rồi, câu này bình thường rồi. Should, ở đây là shouldn't. Rồi, bạn sẽ qua câu số 10. Rồi, tôi đang làm cho bạn cảm thấy không thoải mái, phải không? Rồi, 10 chính là câu đặc biệt các bạn. Rồi, ở đây là aren't I nè các bạn. Rồi, hồi nãy nè, lưu với thầy nè. I, ở đây là I'm not. Thì phía sau là am I. Rồi, còn ở đây á là I am. Thì phía sau là aren't I. Học thuộc các bạn nha. Rồi, chỗ này học thuộc các bạn nha. Chỗ này các bạn học thuộc. Rồi, nó đặc biệt. Rồi, câu số 11 rồi các bạn. Rồi, câu số 11. Một ai đó để cửa mở, phải không? Ở đây người ta đang dùng thì quá khứ nha. Bạn sẽ dùng từ didn't. Rồi, phía trước khẳng định, phía sau phủ định. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 12. Rồi, phía trước phủ định, phía sau khẳng định nha. Rồi, do đây. Đây các bạn. Rồi, là hiện tại nè. Đây, quá khứ nè. Rồi, đây là did, đây là do. Rồi, bạn sẽ viết như thế này nha. Chúng ta sẽ còn 3 phần nữa các bạn. Rồi, bài tập này chúng ta sẽ hoàn thành trong vòng 1 tiếng là được ha. Rồi, chúng ta sẽ làm tiếp. Rồi, thầy thấy rất nhiều bạn làm bài với thầy ha. Rồi, Lê Minh Trí giờ mới dậy nè. Rồi, Thư Minh nè. Rồi, các bạn rất là chăm chỉ nha. Thư Minh, Tom, Phương Thảo Lê, Nguyễn Linh, Hân Lê nè. Rồi, Thư Minh ha. Rồi, và rất nhiều bạn khác nha. Rồi, Tom. Rồi, Hân Lê. Và rất nhiều bạn khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Phần này. Rồi, đây là phần sửa lỗi sai các bạn. Các bạn cứ kiếm chỗ nào sai chúng ta sửa thôi. Các bạn khỏi cần phải viết hết một câu các bạn nha. Rồi, ở đây thì người ta sẽ hướng dẫn chúng ta các bạn. Tôi tự hỏi nè. Nếu tôi tự hỏi liệu nha. Rồi, I wonder if nha. Đây. Rồi, liệu nè. Bạn có thể nói với tôi là mấy giờ máy bay từ Frankfurt tới hay không? Rồi, mấy giờ mà máy bay từ Frankfurt tới hay không? Thì ở trong cái phần bài tập này các bạn. Rồi, tôi tự hỏi liệu ha. Thì nó là câu hỏi. Nhưng mà nó là câu hỏi. Nhưng mà chỗ này nè, các bạn thấy nè. Từ does nè. Rồi, từ does này các bạn. Rồi, thì các bạn sẽ bỏ từ does này đi. Vì sao các bạn? Bởi vì khi mà các bạn gặp cái câu mà I wonder if ha, tôi tự hỏi nếu các bạn, thì phía sau nè. Rồi, bạn chỉ có thể một chỗ hỏi thôi. Rồi. Rồi, chỗ này bạn sẽ sửa lại, bỏ chữ đơ sẽ đi nha. Rồi, câu này hơi rườm rà xíu các bạn. Các bạn bỏ chữ đơ đi. Rồi, và cuối câu bạn sẽ bỏ dấu hỏi đi. Bạn có dấu chấm nha. Rồi, bạn sẽ viết như thế này. Rồi, rồi câu này bạn bỏ chữ đơ đi các bạn nha. Bạn bỏ cái từ đơ đi nè. Bởi vì khi mà có I wonder if á, thì nó không phải là câu hỏi các bạn. Rồi, lưu ý với thầy. Rồi, thầy biết rồi, like nha. Rồi, thầy cảm ơn like. Rồi, thầy biết các bạn đang thi học kỳ, các bạn rất là bận nha. Rồi, câu số 2 các bạn. Bạn có thể nói với tôi biết khi nào bạn muốn nè, để đến cuộc phỏng vấn. Thì hỏi là hỏi khúc này nè các bạn. Rồi, hỏi là hỏi khúc này nha. Rồi, khúc này không hỏi thì bạn bỏ từ would này đi. Rồi, bạn bỏ chữ would này đi. Rồi, khi nào mà bạn muốn đi phỏng vấn ha. Rồi, chỗ này bạn có dấu hỏi nha. Rồi, phía sau không dấu hỏi thì chúng ta sẽ thêm cái từ would này các bạn, cho nó lịch sự nha. Rồi, would đây. Rồi, câu số 3 các bạn. Tôi tự hỏi rồi, lại tôi tự hỏi tiếp nè. Tôi tự hỏi nếu bạn biết nè.
chiếc xe bus nào mà tôi nên đón không? Rồi, chỗ này bạn sẽ không có hỏi nha. Rồi, chữ suốt bạn bỏ ở đây. Rồi. Rồi, câu số 3 bạn viết thế này nha, không có hỏi các bạn nha. Lưu ý thầy, đây không phải câu hỏi đâu, tôi tự hỏi đó. Rồi, câu tiếp theo. Bạn có nghĩ nè. Rồi, hỏi là hỏi khúc này các bạn. Còn chỗ này nè, bạn có thể nói tôi. Rồi, thì chỗ này, bạn có nghĩ rằng bạn có thể nói tôi là bạn đã cái cách mà để mà vận hành cái máy này không? Rồi, câu số 4. Bạn sẽ bỏ cái từ do đi nha. Rồi, bỏ từ do đi các bạn. Bởi vì từ do này nó làm cho cái câu này là câu hỏi ha. Và cuối cùng bạn có cái từ hỏi nha. Rồi, câu số 5 các bạn. Rồi, câu số 5 cũng có từ I wonder nè. Thì không có hỏi nha. Rồi, tôi tự hỏi là bạn đã gặp George chưa? Rồi, chỗ này bạn bỏ dấu hỏi đi. Thay nó bằng dấu chấm nha. Còn I wonder, một là bạn dùng if ha. Rồi, một là bạn sẽ dùng if nè. Hai, bạn sẽ dùng cái từ whether. Rồi, bạn sẽ viết thế này. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Câu số 6 nha. Rồi, tôi muốn để biết nè. Rồi, I wonder, I want to know. Rồi. Đây, chỗ này. Bạn sẽ sửa ha. Tôi muốn để biết liệu. Rồi, hoặc là nếu nha. Rồi, liệu nè, if. Hoặc là nếu các bạn. Rồi, liệu hoặc nếu. Rồi, bỏ chữ do đi. Rồi, bỏ chữ do đi. Bỏ dấu hỏi đi các bạn nha. Rồi, cứ I wonder, I want to know. Rồi, thì nó không còn là câu hỏi, không còn là dấu hỏi đấy các bạn. Bởi vì cái từ hỏi nó đã mang ý nghĩa trong cái từ của chúng ta rồi. Rồi, bạn có thể nói cho tôi nè các bạn. Rồi, hỏi hỏi khúc này, hỏi khúc đầu nè. Rồi, phía sau không có hỏi nha. Rồi, câu số 7. Từ word này, bạn bỏ đi. Bạn sẽ bỏ nó nằm ở phía sau. Bởi vì nó không phải là... Rồi, nó không có hỏi phía sau. Rồi, bạn sẽ viết thế này. Rồi, câu số 8 các bạn. Thì bạn có biết. Rồi, hỏi khúc đầu. Khúc sau không có hỏi nha. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái từ ECD này các bạn. Và phía sau, bạn sẽ biến thành ý phía sau nè. Cũng giống như là bạn, bạn có thể nói tôi họ là ai. Can you tell me who are they, who they are? Thì hỏi là hỏi khúc đầu của bạn nha. Có nghĩa rằng can you tell me who they are mới đúng. Rồi, lưu ý cho thầy. Rồi, bây giờ đó là 5:33. 5:33 ha. Rồi, thầy cảm ơn Thư Minh nè. Rồi, Nguyễn Linh nè. Châu Anh, Thì Dương, Tom. Rồi, Thảo Lê nè, Phương Thảo Lê. Rồi, bạn Lai nè, các bạn đã thức cùng với thầy. Rồi, các bạn đã thức cùng với thầy ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Đây chính là phần viết câu không đổi nghĩa nha. Rồi, đây là phần viết câu. Chúng ta chỉ còn 2 phần nữa thôi là xong rồi các bạn. Rồi, thì Tina trở về từ Berlin khi nào? Rồi, ở đây là bạn có biết nè. Rồi, do you know rồi các bạn. Rồi, hỏi là hỏi phía trước nha. Rồi, hỏi là hỏi phía trước các bạn, không hỏi phía sau. Rồi, bây giờ nè, khi nào nè. Rồi, Tina. Rồi, ở đây bạn có từ get nè. Và lưu ý thầy là bạn sẽ dùng cái thì có S nha. Bạn nào mà không có S thì hơi kỳ đó nha. Rồi, cái quan trọng nhất là chữ S đó nha. Mà thiếu là không chú ý nha. Lưu ý thầy có chữ S đó, thầy thấy các bạn thiếu rồi đó. Rồi, mấy giờ bộ phim bắt đầu? Bạn có thể nói cho tôi. Rồi, phía sau không có câu hỏi nữa nha. Rồi, thầy nói rồi, không có hỏi nữa. Rồi, ở đây là khi nào?
là when, hoặc là mấy giờ là what time. Rồi mấy giờ bộ phim các bạn, the film. Rồi stars. Rồi ở đây có s rồi, may quá. Câu số 2 có s rồi thì Nguyễn Linh sẽ không có sai. Rồi câu này có s rồi thì Nguyễn Linh sẽ không có sai nha. Rồi câu số 3 các bạn. Rồi các dịch vụ này đã được bao gồm trong vé chưa? Rồi tôi muốn để biết, I want, would like to know nè. Rồi tôi muốn để biết liệu hoặc là nếu ha. Rồi whether các bạn, cái dịch vụ này, rồi service nè, rồi service được bao gồm, không có hỏi nữa ha. Rồi is include, rồi trong vé chưa. Rồi bạn sẽ viết như thế này nha. Rồi câu số 4 các bạn. Rồi lương là gì? Rồi lương là cái gì? Bạn có thể cho tôi biết. Rồi could you let me know. Rồi lương là gì không? What day, what the salary nè, is nè. Rồi bạn thấy là what the salary is. Rồi chỗ này đây. Rồi bạn sẽ qua câu tiếp theo nha, là câu số 5 nè các bạn. Bạn có bao giờ đến nơi này chưa? Rồi tôi tự hỏi ha. Rồi liệu bạn đã từng tới nơi này chưa? Rồi tôi tự hỏi nè, liệu hoặc là nếu nha. Whether, liệu nè. Rồi bạn, rồi chỗ này ở trên tôi dùng hiện tại hoàn thành, bạn giữ nguyên là thì hiện tại hoàn thành nha. Rồi bạn đã từng tới nơi này trước đó chưa? Rồi câu số 5 bạn viết vậy nha. Rồi câu số 6 nè các bạn. Thì bạn có đậu cái kỳ thi chưa? Rồi bạn có biết nè, là Gail, tới chủ ngữ các bạn, đã đậu cái kỳ thi chưa? Rồi hỏi phía trước không hỏi phía sau. Câu số 7 các bạn, là tôi tự hỏi nếu bạn biết cái nơi nào mà Mary đi sau buổi tiệc tối hôm qua. Rồi thì Mary đã đi đâu sau buổi tiệc tối hôm qua. Rồi thì chỗ này các bạn, where did Mary go. Rồi chỗ này chúng ta sẽ viết bình thường ha. Rồi hỏi là hỏi khúc này các bạn, khúc này không có hỏi ha, và phía sau nó cũng không có hỏi luôn. Rồi bạn sẽ qua câu số 8 nha, là tôi muốn để biết nè, bao nhiêu ngày nghỉ mà chúng ta có mỗi năm. Bao nhiêu ngày, rồi bao nhiêu ngày nghỉ nè mà chúng ta được cho các bạn, mà chúng ta được cho mỗi năm. Rồi ở đây là a nè. Rồi we given, ở đây chúng ta sẽ dùng bị động ha. Rồi bạn sẽ viết thế này nha, đây câu hỏi các bạn, đây là câu bị động. Câu số 7, số 8 chúng ta làm ngược lại ha. Rồi ngược lại từ câu 1 đến câu 6. Ý là vậy các bạn. Rồi chúng ta sẽ làm phần cuối cùng, sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị đi học nha. Rồi chúng ta sẽ làm phần J. Rồi thầy thấy Phương Thảo Lê nè, đúng nè. Tom, đúng nè. Rồi Châu Anh, Thì Dương, Thư Minh. Rồi Tom. Rồi Nguyễn Linh. Rồi bạn Lai nha. Rồi bạn Lai. Rồi Thư Minh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm phần cuối cùng các bạn, sau đó thì các bạn sẽ đi chuẩn bị cho ngày học hôm nay nha. Bạn nào có câu hỏi nào chưa họ hiểu thì cứ hỏi thầy nha, hoặc là inbox hỏi thầy. Rồi ở đây là người ta yêu cầu chúng ta khen tròn cái từ mà dư các bạn. Rồi chúng ta quan sát các bạn, bạn có nhiều thời gian. Rồi tới đây thì rồi nhiều thời gian những ngày này, hay là bạn khá là bận. Rồi rồi bạn phân tích ha, ở đây là a các bạn, a du nè, mà tự nhiên có từ b đây nữa nè. Rồi chữ b này các bạn nha, thấy nó sai rất là rõ ràng. Rồi Hân Lê đúng rồi nè. Rồi chữ b này nha. Rồi câu số 2 các bạn, tôi muốn để biết nè, tôi muốn để biết nó. Rồi
Khi nào mà tôi có thể có cái order của tôi được giao. Order chính là đơn đặt hàng các bạn nha. Rồi tôi muốn để biết, không có nó các bạn nha. Một là liệu thôi. Nếu mà có hỏi yes no question, bạn sử dụng là liệu ha. Ở đây chúng ta sẽ không có dùng if ở đây các bạn, bởi vì phía sau chúng ta đã có từ when rồi nè. Rồi. Rồi câu số 3 các bạn. Thì bạn có nghĩ rằng liệu bạn có khả năng để cho tôi biết nè, how soon. Rồi, chúng ta học rồi, how soon bạn sẽ hoàn thành công việc này không? Rồi. Thì ở trong câu số 3 này các bạn, bạn có nghĩ liệu nè. Rồi, liệu. Thì I wonder ha. Rồi, I wonder hồi nãy chúng ta đã học rồi các bạn. Còn ở đây thì do you think thì các bạn sẽ không có dùng từ whether này nha. Rồi, sai rất là cụ thể ha. Rồi, sai rất cụ thể rồi. Thầy không không biết là giải thích như thế nào là hơn nữa các bạn. Rồi, do you think thì chỉ có thể là không có chữ này. Rồi, tôi tự hỏi nếu bạn biết nè, ai thì chịu trách nhiệm cho việc mà dọn cái tòa nhà không? Rồi, tôi tự hỏi nếu bạn biết ai nó thì. Rồi, chữ này bỏ chữ x đi các bạn. Chữ x này nó dư nè. Ai nó thì có nghĩa là ai thì chịu trách nhiệm ha. Rồi. Rồi các bạn qua câu tiếp theo là câu số 5 nè các bạn. Hãy nói cho Roger là bạn đã gặp ai bạn đã gặp nè khi bạn đi đến trạm cảnh sát nha. Rồi. Thì bạn thấy rằng câu này các bạn, phía sau không phải là câu hỏi nha. Còn nếu là did thì đây là phải là V1. Rồi, nó dư rõ ràng các bạn. Rồi. Did này phải là C mà tự nhiên chỗ này người ta cho so chúng ta không có ra thì gì hết ha. Rồi, chỗ này là dư. Rồi, bây giờ qua câu số 6 các bạn. Thì cha nè đã đề cập ai mà ông ấy bán chiếc xe này cho chưa? Rồi. Thì ở câu số 6 này cha đề cập ai ông ấy bán ông ấy. Rồi. Thì chữ him này các bạn. Rồi. Ai mà ông ấy bán chiếc xe này cho chưa? Chứ không phải ai mà ông ấy bán ông ấy ha. Rồi, nó dư rất là rõ ràng luôn. Rồi các bạn qua câu số 7 nha. Bạn không nên rời khỏi công việc của bạn nè ở cái phút cuối cùng nếu bạn muốn có một điểm tốt. Rồi, should not you. Rồi. Rồi, ở câu số 7 này các bạn, bạn không nên. Thì ở đây là should thôi. Không có not này các bạn nha. Rồi. Các bạn bỏ chữ not đi. Rồi, sai rất là rõ ràng. Rồi, tôi tự hỏi nó nè. Tôi tự hỏi nó liệu ha. Chúng ta không có tôi tự hỏi nó các bạn nha. Rồi, chữ này. I wonder if hay là I wonder whether. Chứ không tôi tự hỏi nó liệu đó các bạn. Rồi, câu số 8 bạn sẽ bỏ cái từ if này đi nè. Rồi, bạn sẽ bỏ cái từ if này đi. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái bài số 19 này các bạn, chưa tới 1 tiếng luôn ha. Rồi, thầy dạy khá là nhanh, hy vọng rằng tất cả các bạn đều hiểu nha. Còn nếu các bạn không hiểu thì các bạn cứ hỏi thầy, thầy sẽ giải thích cho các bạn lại nha. Bữa nay thầy thấy được comment chạy chạy của các bạn nha. Rồi, thầy xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, đã thức dậy sớm học cùng thầy nha. Rồi, đã thức dậy sớm học cùng thầy. Rồi, thầy bye bye Châu Anh nha. Rồi, bye bye tất cả các bạn. Rồi thầy chào Hân Lê, các bạn hãy chuẩn bị đi học đi. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nha, chúng ta sẽ học cái bài từ vựng ha, sẽ thú vị hơn các bạn. Rồi bye Tom, bye tất cả các bạn nha. Rồi thầy chào Nguyễn Hân. Rồi. Rồi thầy good night Nguyễn Linh nha. Thầy bye bye Thu Phương nha. Giờ Nguyễn Linh đi ngủ tiếp rồi. Rồi bye bye tất cả các bạn. Rồi ngủ ngon nha Nguyễn Linh nha. Rồi thầy chào Thư Minh. Rồi thầy chào Thúy Nga nha. Rồi thầy chào Thùy Dương. Rồi thầy chào bạn Lai nha.
Rồi, thầy chào Phương Thảo Lê. Bye bye các bạn. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai chúng ta sẽ học Unit 20 các bạn. Unit 20 sẽ thú vị hơn nha. Là nói về từ vựng các bạn. Nó sẽ thú vị hơn, còn từ ngữ pháp chúng ta thì nó hơi gọi là nhí nhí nhít nhít chứ các bạn. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn.